Kính thưa quý vị, trong lịch sử của Trung Quốc cũng đã từng có trạng thái thiên hạ tam phân, đó là thời Tam Quốc, với cuộc tranh chấp Tây Ba kéo dài cả trăm năm. Đây là thời kỳ quần ngư tranh thực, quần hùng tranh bá tại Trung Quốc, thời kỳ mà quyền lực của Trung Hoa xoay quanh ba thế lực Ngụy, Thục và Ngô, là nơi mà những mưu kế thâm hiểm, những sách lược đại tài được thi triển, là thời kỳ diễn ra hàng trăm trận đánh ác liệt đã khiến cho thiên hạ đại loạn, là nơi mà cán cân quyền lực xoay vần liên tục giữa ba thế lực. Người ta vẫn thường nói rằng lịch sử như một vòng tròn hồi quy vô tận. Ở đó chúng ta sẽ thấy những hình thái, những sự kiện được lặp lại theo một quy luật nhất định. Khoảng 2.000 năm trước chúng ta có tam quốc phân tranh, còn hiện tại chúng ta cũng đang được chứng kiến một tam phân thiên hạ mới giữa ba thế lực mang tên Mỹ, Nga và Trung Quốc. Vậy cuộc cạnh tranh này diễn ra như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Người ta thường nói vững như kiềng ba chân, nhưng khi các chân kiềng đó mâu thuẫn với nhau, xung đột với nhau triệt hạ thì trạng thái vững chãi cũng không còn. Nếu như Lưỡng Vương tranh nhất quốc thì các sự kiện dù có giằng co đến mấy thì cũng vẫn dẫn đến kết cục là một trong hai bên giành thắng lợi. Tuy nhiên, tình thế Tam Vương tranh nhất quốc lại có rất nhiều biến số và cũng khó dự đoán hơn về kết cục. Tình thế cân bằng là trạng thái ổn định lâu bền giữa ba cực của một tam giác đều, nhưng điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Trên thực tế, trong kỷ nguyên thế giới chia rẽ kéo dài từ nhiều thiên niên kỷ trước tới nay, rất khó để các bên nhường miếng bánh cho đối thủ. Để chiến thắng một trong hai đối thủ, bên thứ ba thường sẽ buộc phải liên minh tạm thời với một trong hai đối thủ đó để hạ gục đối thủ kia trước. Tình thế Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc cách đây gần hai thiên niên kỷ đã chứng minh điều đó. Trong khoảng thời gian gần 100 năm, kể từ khi nhà Thục Hán ổn định lãnh thổ cho đến khi nhà Tần lật đổ nhà Ngụy và đánh bại nhà Ngô, giữa ba bên đã từng diễn ra nhiều lần liên minh giữa hai bên để chống lại bên thứ ba. Bất luận nhìn tới góc độ lịch sử hay hiện thực, quan hệ giữa các nước đều tương đối phức tạp, cho dù giữa một số nước có thể có những quan hệ đồng minh. Song nhìn chung, phần lớn các mối quan hệ này đều ở vào trạng thái cạnh tranh, hoặc là cạnh tranh về chính trị, hoặc là cạnh tranh về kinh tế, và cũng có thể là cả hai. Tuy nhiên, cạnh tranh trong quan hệ ba nước Mỹ-Nga-Trung thì là điều hết sức đặc biệt. Nó có tác động vô cùng lớn từ sự phát triển của thế giới. Có thể hình dung mối quan hệ giữa ba cường quốc hàng đầu thế giới hiện nay trên một bản đồ địa chính trị, nó sẽ tạo thành một tam giác, đương nhiên không phải là một tam giác đều. Nếu trong ba nước Mỹ, Trung và Nga tồn tại một hình tam giác giả định dựa trên các yếu tố về chính trị và ngoại giao, mà độ dài các cạnh của tam giác đại diện cho mức độ thân sơ giữa các nước, thì đó càng không thể là một tam giác đều. Hơn nữa, mức độ hữu hảo cũng sẽ thay đổi cùng với sự thay đổi của tiến trình lịch sử. Ví dụ, hãy đi từ thời Tam Quốc thì Tào Tháo đã làm bá chủ Trung Nguyên và đang thôn tính nốt các thế lực còn lại. Vị quân sư đại tài của Lưu Bị khi đó là Khổng Minh Gia Cát Lượng đã đề ra kế sách liên Ngô kháng Tào. Để rồi, lịch sử đã được chứng minh một trong những trận đánh kinh điển nhất trong lịch sử, đó là trận Xích Bích năm 208. Vậy nhưng, chỉ không đầy 10 năm sau, liên minh này tan vỡ khi nhà Ngô mở chiến dịch hợp phì chống lại nhà Ngụy. Nhà Thục đã không trợ chiến mà đem quân chiếm Tây Xuyên, mở rộng lãnh thổ mà không trả lại cho Kinh Châu cho nhà Ngô như đã hứa trước đó. Tới năm 216, lần lượt Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị đều lần lượt xưng vương. Hán Hiến Đế chính thức trở thành một hoàng đế bù nhìn. 3 năm sau, nhà Ngô liên minh với nhà Ngụy tấn công nhà Thục, đánh chiếm thành Giang Lăng và cả Kinh Châu, giết chết đại tướng Quan Văn Trường của nhà Thục. Trong trận chiến này, Tào Tháo đã đi trước một nước cờ đậm chất gian hùng, là làm lễ tang long trọng cho Quan Vũ và khoét sâu vào mâu thuẫn giữa nhà Ngô và nhà Thục. Ở vào tình thế bị cô lập, nhà Thục vừa phải chiến đấu chống lại nhà Ngụy ở Hán Trung, vùng núi Kỳ Sơn, vừa phải phòng thủ nhà Ngô ở hướng Đông. Mâu thuẫn trong triều đình nhà Thục xuất hiện và lên tới đỉnh điểm khi Liêu Bị quyết định xuất quân đánh Ngô, nhưng thừa tướng Khổng Minh thì lại không đồng tình và cho rằng vẫn còn cơ hội để nối lại liên minh Ngô Thục. Sau thất bại của Lưu Bị tại mặt trận Giang Lăng, nhà Ngô lại liên minh với nhà Thục một lần nữa để chống lại nhà Ngụy. Tuy nhiên, liên minh lần thứ hai giữa hai nước này đã không còn được như trước do những sứt mẻ không thể hàn gắn. Và rồi thì khoảng 1.700 năm sau, một phiên bản Tam Quốc mở rộng khác cũng đã chính thức bắt đầu. Mỹ và Liên Xô trước đây đã xuất hiện nhu cầu hợp tác trong chiến tranh thế giới khi họ đều có những lợi ích chung là chống chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, về mặt thể chế, đặc biệt là các ràng buộc về ý thức hệ, Liên Xô đã mở rộng nhanh chóng vùng ảnh hưởng ở châu Âu, Mỹ Tây Âu và Liên Xô Đông Âu
lần lượt thành lập các tổ chức NATO và Hiệp ước Warsaw. Từ đó xuất hiện cục diện chiến tranh lạnh do Mỹ và Liên Xô dẫn đầu. Dù không xuất hiện chiến tranh nóng, thế nhưng cả hai bên đều đã đồng thời triển khai một cuộc chiến khốc liệt trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là chạy đua vũ khí hạt nhân và công nghệ vũ trụ, đã khiến cho dư luận toàn cầu có cảm giác rằng một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba có thể xảy ra bất cứ khi nào. Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi chính thức nắm quyền đã thực hiện chính sách đối ngoại nghiêng về Liên Xô. Quan hệ Mỹ-Trung Xô đã trở thành một tam giác không đều. Trung Xô là đồng minh cùng phe xã hội chủ nghĩa, trong khi Mỹ-Trung lại trở thành đối thủ khi cả hai bên đều tham chiến chống lại nhau trong cuộc chiến ở Triều Tiên. Lịch sử một lần nữa lại lặp lại. Liên minh Trung Xô gần giống như liên minh Ngô Thục thời Tam Quốc, cùng chống lại nhà Ngụy tựa như nước Mỹ. Trong khi Thục đánh mặt Tây, Ngô đánh mặt Đông, thì Liên Xô đối đầu với Mỹ ở chiến trường Việt Nam, Trung Quốc chống Mỹ ở mặt Triều Tiên. Chưa bao giờ người ta được chứng kiến một hệ thống thành trì xã hội chủ nghĩa hùng mạnh và vững chãi tới vậy. Một liên minh mà ở đó Liên Xô và Trung Quốc chỉ hợp lực với nhau có thể khiến thế lực số 1 là Mỹ phải vô cùng e ngại, và cũng giống như Tào Tháo khi xưa dùng miếng mồi Kinh Châu dụ cho Ngô và Thục đánh nhau để phá vỡ thế liên minh. Người Mỹ cũng đã dùng mồi Đài Loan và kinh tế để khiến Trung Quốc buông bỏ khối liên minh này mà liên thủ chống lại Liên Xô. Sự suy yếu về kinh tế dần đều cộng với việc tham chiến ở nhiều mặt trận, trong đó mặt trận Afghanistan trong suốt 10 năm không khác nào trận thảm bại của Lưu Bị ở Di Lăng, đã chính thức khiến nước Thục khi xưa và Liên Xô của thế kỷ 20 bước vào con đường sụp đổ. Như cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đã từng nói rằng, trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Khi quan hệ Trung Xô xấu đi nghiêm trọng vào những năm 1960, thì Trung và Mỹ lại xây dựng quan hệ vào năm 1970. Đặc biệt là khi Trung Quốc cải cách mở cửa với Mỹ và phương Tây, quan hệ Mỹ-Trung Xô vẫn là một tam giác không đều. Theo đó, Liên Xô ở vào tình thế có hai đối thủ mạnh là Trung Quốc và Mỹ. Cùng với tiềm lực của Trung Quốc được nâng lên, sức mạnh quốc gia của Liên Xô đã yếu đi, quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã tăng cường. Xét về khía cạnh chính trị trong tam giác kể trên, chiều dài của cạnh quan hệ Mỹ-Trung đã bị thu ngắn lại. Trong khi đó, chiều dài quan hệ Trung-Xô đã bị kéo giãn ra. Sự kiện Liên Xô sụp đổ và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng và thế tam phân thiên hạ đã không còn. Liên minh Mỹ-Trung vốn đã rất lỏng lẻo, nay đã suy tàn và cuối cùng chấm dứt bằng việc người Mỹ lên tiếng phản đối Trung Quốc trong sự kiện Thiên An Môn, cũng như tăng cường viện trợ cho Đài Loan. Vậy nhưng, thời thế thì luôn thay đổi, bước sang thế kỷ 21, một số nhân vật chính trị và học giả người Mỹ đã đưa ra quan điểm Mỹ-Trung cùng cai trị thế giới. Burstein, giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế tại Washington, đã sử dụng các khái niệm như G8 hay G20 để đưa ra khái niệm G2, tức là nhóm hai nước Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, giáo sư nổi tiếng tại Đại học Harvard còn đưa ra một từ Chi-American là tên ghép của từ Chinese, tức là Trung Quốc, American, tức là Mỹ. Quan hệ Trung-Mỹ xem ra có phần nồng ấm, song Trung Quốc thì vẫn rất cảnh giác và chưa bao giờ công nhận cách gọi G2 Chi-American. Tuy nhiên gần đây, do ảnh hưởng với ý thức hệ, với lợi ích địa chiến lược, địa chính trị, cũng như sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, và hơn nữa, Nga đã lấy lại vị thế cường quốc quân sự thứ hai sau Mỹ, Washington đang tự nhận thấy vai trò bá chủ thế giới của mình bị đe dọa nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Obama đã từng không dưới một lần lên tiếng cảnh báo rằng nước Mỹ kiểu gì cũng phải dẫn đầu và quyết không chịu vị trí thứ hai. Vì vậy, Mỹ dần chuyển trọng tâm chiến lược từ châu Âu sang châu Á, đưa ra chiến lược tái cân bằng châu Á. Đó là nguyên nhân dẫn tới tình trạng cạnh tranh Mỹ-Trung đang ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, áp lực mà Trung Quốc gặp phải cũng ngày càng lớn. Trong bối cảnh trên, về tư duy logic đơn giản, có thể thấy rằng đứng trước chiến lược tái cân bằng châu Á của Mỹ, Trung Quốc sẽ phải cần tới Nga nhiều hơn. Và trong câu chuyện này, Trung Quốc có nhiều nét tương đồng giống Đông Âu khi xưa. Đó là luôn biết dung hòa lợi ích giữa hai cực quyền lực đối đầu gay gắt là Thục Mỹ hay còn gọi là Mỹ-Nga. Và cũng vì lẽ đó mà chúng ta có thể lý giải được chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khi trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc, đó chính là nước Nga. Trong khi đó, những kiến nghị xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới được Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra khi gặp Tổng thống Obama không có gì tiến triển. Và từ đây, mọi người có thể dự báo rằng mối quan hệ Nga-Trung sẽ cần phải được tăng cường. Và đó cũng là cơ sở hình thành ván cờ Tam Quốc và Tam Vương tranh nhất quốc lại chính thức bắt đầu. Khi Nga-Trung thì lại giống như Thục Ngô trước kia, liên minh chống lại Mỹ giống nước Ngụy.
Ngày 24 tháng 2, hành động của Nga đã làm thay đổi hoàn toàn trật tự. Nó không chỉ làm lộ ra những điểm yếu và mâu thuẫn trong những tổ chức được xem là vững như bản thạch, mà còn định hình lại thế chân vạc tam quốc trong thế kỷ 21. Trong bối cảnh đứng trước các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU, Trung Quốc vẫn luôn duy trì sự kiềm chế tối đa, vừa không bày tỏ ủng hộ rõ ràng trong việc Nga sát nhập Crimea hay mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đồng thời, Trung Quốc cũng không đồng tình nhưng tránh bình luận nhiều về các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu áp đặt lên nước Nga. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tổ chức tại Bắc Kinh năm 2016, mặc dù Tổng thống Nga Putin thể hiện quan hệ tốt đẹp với ông Tập Cận Bình, song Trung Quốc cũng dành sự đón tiếp trịnh trọng với Tổng thống Mỹ Obama tại Trung Nam Hải. Điều này cho thấy rằng rõ ràng là Trung Quốc đã có sự tính toán rất kỹ trong mối quan hệ Mỹ-Nga và Trung, tức là chưa thực sự muốn rút ngắn chiều dài của cạnh Nga-Trung trong tam giác chính trị, đồng thời cũng không muốn kéo giãn khoảng cách giữa Bắc Kinh và Washington. Tuy nhiên, bước ngoặt này đã xảy ra khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump quyết định gác lại các vấn đề Ukraine và bán đảo Crimea, giảm sự có mặt ở Trung Đông để thực hiện tái bao vây Trung Quốc từ Tây Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương. Chính động thái này của Donald Trump đã tạo cho Nga có một khoảng thời gian thuận lợi để tăng cường tiềm lực kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh, đặc biệt là việc phát triển vũ khí mới và cải tổ hoàn toàn quân đội. Và khi tự nhận thấy rằng thời cơ đã chín mùi, Nga tung đòn Ukraine vào đầu năm 2022 và những biến cố lớn của nền chính trị thế giới cũng liên tiếp xảy ra. Cuộc xung đột Ukraine đã dẫn tới hàng ngàn lệnh trừng phạt kinh tế, khiến cho nền kinh tế Nga lại rơi vào một tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sức mạnh của Nga thì vẫn được duy trì với tiềm lực về dân số và đặc biệt là tài nguyên. Nga đã từng bước xoay sở trong khó khăn và đến thời điểm hiện tại đã tạm vượt qua được tình cảnh hiểm nghèo. Chiến sự Ukraine thì đang trong thế giằng co và khá phù hợp với mục tiêu chiếm dân, chiếm đất, đặc biệt là 4 tỉnh công nghiệp trọng điểm ở miền đông Ukraine của Tổng thống Putin. Trong bối cảnh như vậy, các nhà nghiên cứu đều cho rằng Nga sẽ càng ngày hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong các lĩnh vực ngoại giao và kinh tế. Nếu Trung Quốc cứ đứng nhìn Nga sụp đổ mà không ra tay giúp đỡ, tất yếu sẽ dẫn tới kết quả rằng Mỹ sẽ càng đưa trọng tâm chiến lược kiềm chế áp sát Trung Quốc, khiến cho mong ước thực hiện quan hệ nước lớn kiểu Mỹ-Trung sẽ chỉ dừng lại ở ý tưởng. Trong khi cạnh tranh, Nga-Mỹ cũng đang ngày càng quyết liệt hơn, đồng nghĩa với việc Trung Quốc và Nga sẽ xích lại gần nhau hơn và hợp tác chặt chẽ với nhau hơn. Trung Quốc hỗ trợ Nga để phân tán sự tập trung của Mỹ, khiến Mỹ bận tâm nhiều hơn, hút nhiều tài lực, vật lực, viện trợ cả về quân sự và kinh tế của Mỹ và cuộc đối đầu với Nga sẽ khiến cho Trung Quốc dễ thở hơn. Các diễn biến chuyến thăm của Nga và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như sự thống nhất của hai nước tại các hội nghị thượng đỉnh SCO, EA, EU, các diễn đàn kinh tế Bắc Ngao, Xanh Bê Tép Bua, Viễn Đông, cũng như các thỏa thuận song phương về năng lượng và công nghệ cao giữa Nga và Trung Quốc là minh chứng cho thấy gió đang đổi chiều. Một năm sau, tuyên bố tình hữu nghị Nga-Trung là vô bờ bến, thì ngày 21 tháng 2 năm 2023, trong chuyến thăm Moscow, lãnh đạo cấp cao nhất của ngành ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã phát biểu rằng quan hệ Nga-Trung vững chắc như bê tông, sự kiện này đã cho thấy nước cờ đang đảo ngược. Hoa Kỳ giờ đây đang trong thế một chọi hai và cũng như thời tam quốc trong lịch sử Trung Hoa. Sau Thế chiến thứ hai, liên minh tay đôi chỉ xuất hiện giữa Trung Quốc với Mỹ hoặc Nga mà chưa bao giờ thấy xuất hiện liên minh Xô-Mỹ hoặc là Nga-Mỹ. Ngay cả khi quan hệ Xô-Mỹ ấm áp một cách giả tạo giữa thời đại Nikita Khrushchev làm bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô hay Gorbachev làm tổng bí thư, câu chuyện này thì khá tương đồng trong lịch sử khi Thục và Ngụy là hai nước không thể liên minh với nhau khi đã khác biệt về ý thức hệ. Khi Ngụy thay đổi triều đại nhà Hán, còn Thục thì muốn phò nhà Hán, cả hai đều là những giá trị cốt lõi, thậm chí là giá trị sống còn của hai quốc gia. Từ bỏ hệ tư tưởng này đồng nghĩa với việc là từ bỏ sự tồn tại chính mình. Tương tự như vậy, Liên Xô và Mỹ hay Nga và Mỹ hiện tại cũng đều có những xung đột mang tầm ý thức hệ và không thể giải quyết bằng vấn đề hợp tác lâu dài. Nhưng Đông Ngô khi xưa hay Trung Quốc bây giờ thì khác, giá trị cốt lõi của họ với hai đối thủ trên nằm ở vấn đề kinh tế và tầm ảnh hưởng. Họ có thể thuận lợi hơn để chơi trò chơi chính trị hai mang. Điều này cho thấy một khi quan hệ giữa Mỹ và người Nga đã xuống tới đáy thì rất khó để khôi phục, trừ khi có những biến cố cực lớn trong hệ thống chính trị của hai nước này. Cạnh tranh Mỹ-Nga-Trung sẽ tiếp tục phức tạp, khó đoán định. Và trước tình thế này, nhiều chuyên gia của Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp đã đưa ra một số kịch bản như sau. Thứ nhất, Đài Loan là vật cống phẩm, nó giống như một mối tình tay ba vậy. Thế nhưng nếu nhìn trên góc độ chiến lược,
Đây rõ ràng một ván bốc cờ với ba tay chơi là Nga, Mỹ và Trung Quốc, mà mối quan hệ đối tác này sẽ thay đổi theo lợi ích của mỗi bên tham gia. Trong ván cờ này, mối quan hệ Nga-Trung luôn là yếu tố mấu chốt cho những lợi ích chiến lược của Mỹ, và điều này thì không có gì là mới mẻ cả. Chúng ta quay trở lại năm 1972, khi Tổng thống Mỹ Nixon tới Bắc Kinh gặp lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông nhằm gieo rắc những sự bất đồng giữa hai cường quốc cộng sản là Trung Quốc và Liên Xô. Để chuẩn bị cho cuộc gặp, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ là Kissinger đã bí mật tới Bắc Kinh để rồi lấy vị trí Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được đem ra đổi trác, hay đúng hơn là đem Việt Nam và Đài Loan ra làm trao đổi. Đây là một thành công lớn của Nixon và Kissinger, đã gây ra được mối bất hòa giữa hai ông khổng lồ Á và Âu và thúc đẩy Trung Quốc phần nào chống lại Liên Xô. Và rồi Liên Xô sụp đổ năm 1991, tam giác chiến lược tạm biến mất. Trung Quốc đang trong tiến trình cải tổ và mở cửa thế giới với bên ngoài. Từ thế lưỡng cực, thế giới rơi vào thế đơn cực dưới sự thống trị của Mỹ. Điều đáng chú ý nhất là cho tới khi Liên Xô tan rã, Mỹ đã áp dụng thành công quy tắc do cựu Ngoại trưởng Kissinger thiết lập khi muốn rằng Washington luôn ngự trị trên đỉnh cao của tam giác và giữ một khoảng cách an toàn với hai góc còn lại. Sau một thời gian vắng bóng, Nga đã bắt đầu củng cố trở lại với vị thế của mình trên trường quốc tế trong những năm của thập niên 2010. Tuy nhiên, với nhịp độ phát triển kinh tế và tiềm năng tăng trưởng dân số thấp, Nga biết rằng mình không còn là một đỉnh cố định của bộ ba. Thế nhưng, thế ưu việt về hạt nhân, tính hiệu quả của quân sự quy ước và một nền ngoại giao thông minh, nhất là tại Trung Đông và gần đây nhất là với châu Phi, lại là những yếu tố chủ chốt giúp Nga duy trì vị trí trong hàng ngũ các đại cường. Và rồi căng thẳng dấy lên giữa bộ ba chiến lược, một ván bốc cơ mới lại được hình thành cùng với ba tác nhân quen thuộc. Chỉ có điều lần này, Nga-Trung liên thủ tấn công con mồi là Hoa Kỳ. Quân bài Đài Loan vẫn còn giá trị vì như chúng ta đã biết, Trung Quốc muốn kiểm soát được Đài Loan sẽ là một bài toán vô cùng khó. Và rồi, kịch bản Trung Quốc muốn thu hồi Đài Loan là một điều vô cùng khó. Và kịch bản thứ hai, Mỹ sẽ là con mồi, Ukraine là nạn nhân. Nga theo dõi sát sao cuộc khủng hoảng ngoại giao của Mỹ và Trung, đồng thời hiểu rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, Nga càng rộng đường hành động. Từ lâu, Moscow hiểu rằng không thể trông đợi được gì từ Donald Trump với thái độ thù địch sẽ là kéo dài, thậm chí là có hệ thống. Lợi thế của việc Biden lên cầm quyền là có được một khả năng dự báo tốt hơn và hợp lý hơn về thái độ của Mỹ đối với Nga. Cảm nhận này giờ đây đang được chứng minh rõ, chiến dịch quân sự đặc biệt Nga tại Ukraine không ngừng hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ với Moscow. Trung Quốc không lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga mà còn cáo buộc phương Tây và Mỹ chính là gốc rễ của mọi điều tồi tệ. Quan hệ Nga-Trung sẽ có thêm một bước tiến lớn nếu như Bắc Kinh quyết định cung cấp vũ khí sát thương, hậu thuẫn cho các cuộc tấn công của Nga, dù khả năng này là rất thấp. Như chúng ta đã biết, bản thân Nga vốn đã sở hữu một nền công nghiệp quốc phòng với tiềm lực khủng khiếp. Tuy nhiên, cung cấp vũ khí sát thương không đơn thuần là liên quan tới quân sự, mà nó đôi khi chỉ là một nước đi khôn ngoan trên bàn cờ chính trị. Không cần nổ súng, nhưng vẫn đưa ra một động thái leo thang với đối thủ. Khi một cuộc chiến nổ ra, hai kịch bản thắng bại luôn luôn hiện hữu. Trong kịch bản nếu Nga thua, chữ thua ở đây không hẳn là Nga sụp đổ hay bị xâm lược, mà nó có thể là không đạt được mục tiêu của chiến lược. Nga sẽ là cường quốc duy nhất ủng hộ Trung Quốc. Ngược lại, một thắng lợi của Nga sẽ giáng một trận thất bại chiến lược của Mỹ và củng cố hơn nữa lập luận của Tập Cận Bình rằng phương Tây đang tới hồi suy tàn. Thế nhưng ngược lại, phía Mỹ thì vẫn còn một quân át chủ bài mà chính họ đang sử dụng vô cùng hiệu quả, đó chính là Liên minh châu Âu. Châu Âu chính là con đê chắn sóng mở rộng ảnh hưởng của Nga. Khi cần viện trợ cho Ukraine, châu Âu là nơi đầu tiên viện trợ. Khi Mỹ tung ra đòn cấm vận thì bản thân họ chẳng thiệt hại nhiều. Nhưng châu Âu lại là bên gánh đạn thay cho họ khi Nga đáp trả các lệnh trừng phạt bằng việc đóng các dòng chảy vận chuyển dầu và khí đốt thì châu Âu tiếp tục ăn đạn. Có thể nói rằng, người Mỹ đang dùng rất tốt con bài châu Âu trong cuộc chiến này và bản thân họ thì vẫn đang chịu ảnh hưởng khá ít trong cuộc đối đầu liên minh Nga-Trung. Trung Quốc thì có thể tạm giành tay khi Nga và Mỹ, hay rộng hơn là phương Tây, đang mải mê đối đầu với nhau. Thế nhưng bản thân họ cũng đang phải vắt óc suy nghĩ cho lần cược tiếp theo. Bởi bài toán lớn nhất lúc này làm sao giải được, đó là bài toán về chiến lược chuỗi đảo Hàn, Nhật, Đài Loan và Philippines, rồi xa hơn là cả Việt Nam đang án ngữ những con đường tiến ra biển lớn của họ. Nga thì đã ra đòn tại Ukraine và trong lần cược tiếp theo họ sẽ là bên trực tiếp phải ra đòn. Đài Loan trong năm vừa qua liên tục là điểm nóng của chính trị thế giới. Đây cũng là mắt xích quan trọng mà Trung Quốc muốn chặt đứt. Thế nhưng biết đâu, Việt Nam mới chính là nút thắt quan trọng nhất của ván cược này. Có thể thấy rằng ván poker giữa tam quốc Nga, Mỹ, Trung đang được mở ra
với vô số kịch bản có thể xảy ra, quy mô và độ mạo hiểm của nó còn lớn hơn cả thế kỷ 20. Suy cho cùng, trong bối cảnh này, chỉ có nước nhỏ là thiệt thòi, không làm quân bài thì cũng rơi vào cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Còn quý vị nghĩ sao về video số này, xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!